Nay ngày lần tháng tốt, em Kim tiếp tục bàn giao cái sản phẩm Volvo 88 Blues đời 2013 nha. Sản phẩm này đã được em Kim bảo dưỡng toàn thể tại kho, bán gồm xe, búa, gào và tháo lắp nhanh thì combo chỉ có 370 triệu thôi. Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu về cái dòng sản phẩm tương tự như thế này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Kim vào số 0966340640 thì sẽ sở hữu được một sản phẩm tương tự như vậy và vẫn được em Kim bảo dưỡng miễn phí tại kho trước khi bàn giao nha. Nhớ gọi cho em. Anh trai ơi, hàng của mình về tới Việt Nam rồi anh ơi. Hiện tại là em đang rút công này nha. Ngày mai em sẽ quay chi tiết cụ thể hơn cho anh nha. Đấy, thì hiện tại là vừa mới về tới nè. Em Kim đang rút công ha. Rồi, ngày mai quay chi tiết gửi cho anh trai sau nha. Đây là cái quá trình mà em Kim rửa xe cho khách nha. Cái hàng này là hàng đặt của anh trai ở ngoài miền Bắc nha. Đây là Volvo 58 Blues đời 2013. Đấy, thì mình chỉ rửa bằng nước lã thôi. Xong rồi mình đăng kiểm là mình bảo dưỡng tổng bộ là mình bàn giao cho anh trai luôn nha. Thôi, bây giờ là em tiến hành đổi tay lái cho anh này nha. Đang chuẩn bị đổi tay lái cho mình. Ủa, đổi xong chưa? Đổi rồi luôn hả? Đổi tay lái rồi luôn rồi anh ơi. Rồi em để gì đang em rửa nha, em rửa cho nó sạch ở bên trong á. Với lại tháo mấy tấm sàn ra đằng rửa. Ngày mai tối họ kịp á thì họ đến bốc, còn không thì sáng ngày mai. Nhưng mà nghe họ nói thì em thấy là chắc ăn là sáng ngày mai đi. Ủa, sáng ngày mốt chứ. Sáng ngày mốt. Đây, làm rồi hết rồi. Ti nè, ti thì em làm lại vô đây, hàng đẹp như vậy luôn ha. Bắt đầu cho sơn nha. Cái này thì lắp bỏ rồi, cái này thì vô đây nè. Đó, gọn ghẽ đẹp rồi ha. Đấy, đi gọn ghẽ rồi. Đang đóng đèn cho anh nè. Đó, ta lái đổi rồi luôn. Bữa nay mình tiến hành tháo ba cái ti rồi nha. Đấy, ba cái phát ti mình thấy tháo ra. Tháo ra lại cho em thay nguyên bộ ha. Đây, ba cái ti trên xe mình nha. Và cái tháo lắp nhanh, là ti tháo phát ti tháo lắp nhanh em tháo ra luôn nè. Thấy không? Đấy. Rất là dễ thương luôn, cái ti có chút ép. Đấy nha. Đấy. Bạc rồi này kia là thấy còn ok, chỉ có chỉ lông nền thôi. Bạc còn đẹp lắm. Ắc cũng vậy nha. Ắc còn giòn do, không có hột gà, hột ít gì chưa. Rồi phát ti mình đang thay rồi nha. Đó. Rồi, để tí xíu nữa là họ thay xong là ok ha. Anh trai em tháo lớp B nước cho anh này nha. Tháo lớp B ra rồi mình khi mà mình gắn lại là mình phải dán keo lại nha. Đấy, đây, đây quá trình tháo lớp B ha. Đây cái lớp B của mình nè. Nè. Lớp B nước này ha. Giờ em tháo ra rồi, giờ em đang dán keo lại ngay cái bộ phận đó nha. Anh trai ơi, bây giờ mình đang thay nhớt này nha. Em lấy đồ nhớt Catron thay cho mình nè. Đấy, nhớt máy là trăm nhớt Catron ha. Lọc lượt thì bây giờ đã gắn vô rồi cho anh này nè nha. Đó, đang bảo dưỡng. Đấy, lọc lượt của mình đây. Đó. Anh trai ơi, cái đùi xe của mình nè. Em vừa mới buông lắp ra nè. Đấy, bữa nay mình chuẩn bị sơn dàn chân này ha, sơn dàn chân. Đó, nhưng mà cái đùi buông lắp ra nó đẹp hết hồn luôn rồi. Đó, hai cái. Đây cái bên này nè. Đó, vừa mới lấy ra nè. Teng teng. Rồi, cái đùi này là đẹp hết sảy không mà bảy luôn nha. Bây giờ bữa nay là em sẽ sơn cái dàn chân lại cho anh. Ở bên trên thì tương đối là ổn định hết rồi. Sơn dàn chân xong là mình sẽ giảm giá những cái chỗ mà anh yêu cầu ha. Đấy, thì em sẽ sơn luôn cho mình. Để mà xem mà rồi về tới ngoài là mình sử dụng ngay vào luôn nha. Anh trai ơi, xe mình nó đã làm nó cũng khá là ổn định rồi, nhưng mà ngày mai là bắt đầu lên xe rồi nha. Đó, nhưng mà trong cái quá trình mà em test lại lần test lại một lần nữa này ha, thì em phát hiện là cái ắc này nó không có ngon nha. Có nghĩa là một là bạc nó lỏng, hai là ắc bây giờ mình chưa tháo ra mà mình cũng không biết, cho nên là mình không có phán được. Nhưng mà bây giờ là em sẽ tiến hành tháo nó ra để kiểm tra. Ví dụ nó không ngon là em sẽ làm lại cho anh luôn nha. Đó, cái này là những cái mình phát sinh đấy, cho nên là anh cứ yên tâm, tại vì những cái phần này là thợ nhà em là tự động họ sẽ kiểm tra và họ sẽ báo lên, họ sẽ tự động làm luôn hả, cho nên yên tâm. Đó, giống như anh em mình xem thì lúc nào nó cũng khít, mình thấy không, khít quá trời đẹp luôn. Cái này là em nghi là một là cái bạc, không sao đâu, cái này em sẽ xử lý lại cho anh nha. Đó, chị Nguyên, kích thước được nó cũng quá là ok, chỉ có là ngay đó thôi. Bây giờ thợ ra cho tiến hành làm ngay là vô luôn rồi đấy. Anh trai ơi, hôm nay mình test búa nha, test búa cho mình nha. Rồi, xe mình thì hôm nay là mình chuẩn bị sơn cái dàn chân cho anh nè. Cái dàn chân thì hiện tại nó cũng còn như thế này cũng khá là ok, tại vì hôm qua nay là em đập cái bê tông nó ra đó. Đó, những cái bê tông nó dính gì đó bây giờ em đập ra hết rồi. Bây giờ là tí xíu nữa là em chà sạch, em vệ sinh, nói chung là em sẽ sơn hai lớp để bảo dưỡng cái lớp bảo dưỡng cái phần sắt không có reset cho mình nha. Còn về cái thân xe, cái xương của xe thì nó khá là ok. Đó. Bữa nay là mình sơn nè. Rồi mình thăm nhất đùi nha. Còn cái đùi thì ta nói mở ra rồi thì nó khá là ok, rất là đẹp luôn. Đấy. Nhưng mà em không có rửa nước lã cho anh đâu, cũng không có rửa dầu hay nhớt gì đâu. Khô ráo vậy là em sẽ để vậy luôn cho anh nha. Đấy, để giữ lại cái bột rin này. Hôm nay là tiến hành sơn dàn chân nha anh ơi. Đó, chuẩn bị vệ sinh để sơn này. Đó. Còn phần ti nè, lúc này là chưa bảo dưỡng nha. Đấy, chưa bảo dưỡng. Khúc này là chưa bảo dưỡng nè, chưa bảo dưỡng nè. Khúc này là chưa bảo dưỡng nè, xấu nè, chưa bảo dưỡng nha. Cái gào của mình nè anh. Đấy. Với lại ông bác qua nó đang trên đường chạy qua nha, đang trên đường chạy qua. Với lại phần này là em dặm lên cho anh luôn rồi, nhìn nó cũng tương tác rồi nè. Đấy, với lại phần này là liền như thế này thôi chứ nó hết cỡ rồi. Có nghĩa là làm bằng lên thúc lên trên nó thì nó bị dướng lên đây. Cho nên là em chỉ làm liền thôi, tương đối mình nhìn nó như thế này nha. Đó. Có đèn có kèn thì đủ ha. Em tới rồi anh, xe đang tới rồi, họ tới đây rồi. Nhưng mà tại em đợi đang cho con này lên trước rồi mình mới làm sao, tại vì mình xuống trước, người ta đi ra tới Hải Dương rồi. Cho nên là em cho con này lên trước rồi, bắt đầu cái con xe nằm phía sau. Rồi. Đấy, sang rửa sạch sẽ cho mình nha. Em kính thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem video nha. Ngày hôm nay là ngày đẹp trời, em kim bàn giao hai chiếc máy đầu ở phía Bắc. Thì em này là chị về thấy Hải Dương cho Hải Bình. Volvo 58 và đút cho cô chú anh chị. Đấy là quá trình mà em kim bàn giao máy đây. Nghe cái chiếc máy này, nhưng lại em kim đã bàn giao thì em kim đã vệ sinh. Rồi, xe này thì phải có tháo lắp nhanh nha, một
cây búa nè, là có tháo lắp nhanh. Em Kim bán chỉ có 300 mấy thôi, cho nên là con chú anh chị nào mà đang cần cái nhu cầu những cái dòng sản phẩm tương tự như thế này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em Kim vào số 0966 346 440 nha. Anh trai ơi, xe mình hiện tại vô thùng rồi nha anh ơi. Đấy, bữa nay em Kim qua video cho anh nhiều lắm, nhưng mà em từ khúc nha, ngay từ khúc em gửi cho anh nha. Anh trai ơi, hàng của mình đã xuất xưởng rồi nha, đã xuất xưởng tại kho em Kim rồi. Em Kim chúc hai anh về làm ăn phát tài phát lộc nha, làm đâu thắng đó, làm ăn như diều gặp gió nha. Mở bát này hồng phát nè, đấy, dùng lâu xài bền anh trai nha.